Rồi, chào cả nhà. Hôm nay á thì trở lại một câu chuyện tiếp tục, đó là bắt đầu giống như Kim muốn kể coi như chuyện từ ngày mà Kim sanh ra ha, từ nơi đâu và như thế nào. Và cái câu chuyện này Kim muốn kể cho tới ngày mà năm nay Kim bao nhiêu tuổi và ở trên đất Mỹ là bao nhiêu năm luôn nha. Nhưng mà phải mình phải đi từng 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 đoạn một đó cả nhà, chứ không thể nào kể hết một ngày một bữa được á. Đó, thì hôm nay cả nhà có khỏe không? Coi như là bây giờ đó thì mình cũng cũng chút xíu dạng dạng ngồi trước ống kính đó cả nhà. Thiệt ra từ bữa giờ đó mình cũng muốn tâm tình nhiều rồi, nhưng mà tại vì giống như cũng cũng thấy còn nhút nhát quá đó. Với lại những cái phần mà còn nhỏ đó mình phải hỏi kỹ lại với mẹ coi là cái thời gian nó như thế nào ở cả nhà, thì mới lấy hỏi kỹ, mới lấy cái câu chuyện rõ để mà kể cho cả nhà nghe được á. Mình muốn nói cho nó chính xác á cả nhà. Thì coi như là Kim á là con lai thì cả nhà ai cũng biết rồi đúng không? Thì Kim sanh á tại Pleiku, đó là cái nơi Kim sanh ra. Và cái cốt truyện mà mẹ của mình ở ở ngoài Pleiku là bởi vì ở ngoài đó thì ngày xưa đó ông ngoại là người nấu ăn cho một cái công sở, một thời gian người Mỹ qua bên đó làm việc đó cả nhà. Thì mẹ mình cũng đi vào đó, vào câu lạc bộ để làm trong đó. Thì coi như là mẹ mình gặp ba mình như thế nào đó thì cái đó là chuyện của riêng của mẹ mình không có muốn bàn tới ở đây ha. Mình chỉ nói là về bản thân của mình á, là từ ngày mình sanh ra rồi cuộc sống mình nó như thế nào thì mình muốn tâm sự với cả nhà để cho cả nhà hiểu về cuộc đời của mình, để chia sẻ cùng mình nha. Thì bắt đầu á là coi như là khi mà mẹ sanh mình ra đó thì thật sự khi sanh ra thì nghe một cái câu chuyện là bà ngoại mất. Bà ngoại mất cái trước ngày mình sanh ra một hai ngày gì đó cả nhà. Thì mình cũng không biết cái nguyên nhân sao nữa, mà khi sanh mình ra đó là mình khóc khóc miết luôn, khóc khóc 4 tháng trời luôn á cả nhà. Mẹ nuôi mình rất là vất vả luôn, rất rất cực luôn, mà bản thân thì phải đi làm nữa chứ đâu có ai chăm sóc con đâu đó. Ở nhà cũng cũng đâu một vài tuần rồi cũng phải đi làm ở cả nhà đó, mà đem đi gửi á thì không có ai nhận hết cả nhà ơi. Bởi vì khóc quá rồi đâm ra cái người giữ đó cả nhà, người ta phải kêu mẹ mình luôn về đặng giao con lại, chứ bây giờ không không thể nào mà giữ được hết đó cả nhà. Cho nên cũng cũng rất là khó khăn cho mẹ luôn. Thì cuối cùng mẹ phải nghỉ ở nhà một thời gian, xin nghỉ ở nhà một thời gian cả nhà, để mà tìm người giống như chịu khó một chút xíu để mà chăm sóc cho mình, để mẹ đi làm ở cả nhà. Nhưng mà khó tìm người lắm cả nhà ơi, rất khó tìm luôn. Mẹ nói không biết sao lúc đó tìm người để mà chăm sóc mình nó thật là khó khăn luôn, tìm không có, rất là khó tìm đó. Thì cuối cùng á thì lúc mà tìm được người á để đem mình đi gửi đó cả nhà, thì mẹ mình nói bây giờ thì nuôi con quá dễ dàng cả nhà. Ngày xưa đó mẹ mình thì thứ nhất là cả nhà cũng thấy là tả thì phải là tả vải đúng không, cắt ra rồi tả mà vải trắng đó cả nhà. Nhớ ngày xưa những dì cô bác nào đó mà thời xưa đó thì sẽ hiểu được là cái tả ngày xưa nó như thế nào đó. Cắt ra miếng vuông vuông vậy đó rồi cứ như vậy mà lót cho con thôi, mà cả nhà cũng biết rồi, con nít mà nó tiểu tiện đồ này nọ nó liên tục rất là cực đó. Rồi đã vậy mà mình khóc hoài nữa, không chịu ngủ nữa cả nhà. Cho nên mẹ nói khổ dễ sợ luôn, không biết làm sao luôn. 4 tháng trời á là mình nghĩ cũng cái thời gian nó cũng khá là dài đó cả nhà, 4 tháng chịu đựng như vậy đó.
Đó, rồi đem mình đi gửi. Đó thì cũng vẫn khóc mà cũng phải năn nỉ người ta hả chăm sóc giùm, chứ bây giờ không đi làm lấy tiền đâu nuôi con cả nhà. Đó, rồi hả mẹ mình nói chai sữa đó thì ngày xưa cả nhà chai sữa bằng 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 nó giống như bằng thủy tinh đó cả nhà, chứ không phải giống như chai sữa bây giờ bằng mũ đâu, bằng thủy tinh. Mà mẹ mình nói hả trời ơi, một tuần lễ hả không biết làm sao á mà cứ bể cái bình sữa, cứ báo bể bình sữa riết luôn, đi mua riết luôn á cả nhà. Đó, rồi lúc nào sữa cho mình uống nữa, mà sữa cho mình uống thì cũng hết liên tục cả nhà, cũng không hiểu lý do làm sao luôn. Tại vì con là còn quá bé mà không biết làm sao, sữa mau hết quá chừng luôn cũng không biết làm sao. Bởi vậy cho nên cả nhà cũng biết á, ví dụ mình may mắn mình gặp người tốt á thì người ta chăm sóc con mình, người ta đàng hoàng á thì nó đỡ lắm cả nhà, mà không không được á thì nói chung là nó khổ lắm, vất vả lắm. Lớp nào lo âu không biết con mình người ta chăm sóc ở nhà ra sao, rồi nó đủ thứ chuyện hết đó cả nhà. Tại em bé còn quá nhỏ đâu có biết gì đâu. Ai muốn làm gì làm thôi chứ đâu biết gì, cả nhà cũng 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 hiểu được điều đó rồi đó. Đó, rồi xây dần đến lúc mà mình lớn lên một chút xíu. Mỗi ngày ngày qua ngày vậy đó cả nhà. Mà ba mình á thì mẹ nói lâu lâu á mới về gặp một lần cả nhà. Chứ không có về thường, cả nhà cũng biết rồi, đi làm trong thời điểm đó đâu có đi về thường xuyên đâu. Đó, mẹ nói cũng rất là buồn á cả nhà, nhưng mà cũng đâu có làm gì được hơn. Đó, thì cứ nghĩ tới con mà cứ mỗi ngày hàng ngày vậy đó, rồi cứ đi làm về chăm sóc cho con cả nhà. Theo mình nghĩ bây giờ mình đã có con rồi cả nhà, mà mình nghĩ một người mẹ đơn thân như thế đó thì chắc là cũng tủi thân dữ lắm, mẹ mình cũng buồn lắm á cả nhà. Nói chung là nó có nhiều cái kỷ niệm đẹp giữa mình với mẹ mình lắm. Ôi nó đẹp dữ lắm luôn cả nhà ơi. Mình chưa có muốn kể ở đây, tại vì nó nằm ở trong người mình, nó quá 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 dày dặn luôn á, nó như nhiều lắm. Cho nên á mình muốn kể một ngày đó mình kể hết luôn từ đầu tới đuôi luôn cho cả nhà nghe. Cái câu chuyện này á nó rất là dễ thương. Theo mình thấy là nó là như vậy đó, cái tình mẹ con nó thiêng liêng làm sao á, không có tưởng tả được. Đó, rồi xong rồi cái ở ngoài Pleiku đó cũng kéo dài cũng 2 năm đó. Mẹ mình nói ở đó cũng 2 năm đó, thì 2 năm đó thì cũng cứ gửi con đi làm gửi con vậy đó suốt luôn 2 năm. Thì sau cái chuyển biến đó thì bắt đầu á hả đi về Nha Trang. Đó thì về Nha Trang thì ở ngoài đó cũng 3 năm, khoảng 3 năm á cả nhà. Ở ngoài đó 3 năm. Đó, tại vì ông ngoại mình coi như là trở về ngoài Nha Trang thì mẹ cũng đi theo về đó. Thì cũng mua nhà, mua đồ ở ngoài Nha Trang 3 năm. Rồi bắt đầu á hả mình cũng tập dần đi học giống như mẫu giáo vậy cả nhà. Mà cũng nhớ hả rồi cũng 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 thích đi dạo đi ăn hàng rồi dữ lắm cả nhà ơi, đi chạy ra quán đồ đi mua đồ ăn đồ răng đồ súng hết trơn rồi cả nhà ơi. Đó, mà mẹ mình còn giữ mấy tấm hình nữa cả nhà, răng súng hết trơn rồi, tại ăn kẹo ăn đồ dữ lắm mà cũng nghịch lắm cả nhà ơi. Có bao nhiêu đồ ăn cái gì gì mẹ nói cứ đem ra cho người ta ăn đồ hết trơn à. Đó, rồi nhiều khi á, mua vàng mua đồ á, đeo cho đeo á, cả nhà. Cái là đi chơi đi một dạo một cái là vòng về là không còn gì trơn á cả nhà, chúng nó lột hết trơn rồi cả nhà ơi. Đó là cứ mua cái khác cứ đeo vô cứ chúng nó lột hết rồi, cứ vậy làm tới vậy cả nhà. Đó, thì cả nhà cũng biết cha mẹ mà ai cũng muốn giống như là con mình á, đeo này đeo kia nó cũng dễ thương á cả nhà, nít mà. Đó, mà cả nhà không không biết cái nỗi lòng của mình bây giờ là mình thèm á, mình nói cái gì thì nói á, chứ mình thèm được á hả kêu tiếng cha ơi lắm cả nhà. Xin lỗi cả nhà, mình chạnh lòng chút xíu. Thèm lắm.
thèm lắm tiếng, thèm tiếng cha ơi lắm cả nhà. Tại vì cuộc sống mà ai cũng cần có cha cả nhà, nhưng mà mình không có. Cho nên những đứa con của mình, dù cho cái cuộc đời của mình á, mình sẽ kể cái giai đoạn mà mình lập gia đình như thế nào nữa một ngày. Cho nên dù cho cái cuộc đời mình nó gian truân ra sao đi chăng nữa, thì mình cũng muốn giống như con mình, nó cũng có cha cả nhà. Cái vấn đề đó, cha nó cũng quan trọng trong cuộc đời của con cái mình lắm. Tại mình không có cha, thèm có cha lắm nhưng không có được. Cho nên bởi vậy cho nên mình cảm thấy bất cứ một người nào ở trên cái xã hội này, nếu mà có được cha mình bên cạnh á, thì hãy quý cha mình, quý mẹ mình. Đừng có làm gì cho cha mẹ buồn hết á. Tại vì mình thèm được kêu tiếng cha ơi lắm mà mình không có. Thật sự mình không có, cho tới chết luôn mình cũng không bao giờ kêu được tiếng cha ơi cả nhà. Cho nên tình cảm của mình á, nó bị thiếu thốn dữ dội lắm. Dữ dội lắm. Cho nên mình dễ khóc lắm cả nhà. Rất là dễ khóc. Tại vì giống như mình bị giống như là thiếu tình thương á cả nhà. Nó có nhiều cái trong cuộc đời nó cũng không có được như cái ý mình mong mỏi nữa, cũng không được may mắn, nó nhiều chuyện trong cuộc đời nó xảy ra cả nhà. Cho nên bây giờ thì cái câu chuyện mình kể đến đây nó cũng dài đó cả nhà, cho nên là mình sẽ tiếp tục mình kể tiếp tục nữa về cái chuyển biến tới sau cái Nha Trang thì mình sẽ như thế nào, thì bắt đầu là mình sẽ cho cả nhà biết tiếp trong cái thời điểm đó nha cả nhà nha. Đó rồi, nói chung là mình cũng đi vòng vòng nhiều quá cả nhà. Pleiku ra tới Nha Trang rồi bắt đầu vòng vô tới Gò Vấp nữa đó, rồi xong rồi nó mới chạy dài về tới quê nữa cả nhà ơi. Đó, nó cũng vòng vòng dữ lắm đó. Thì thôi, hôm nay mình cũng chia sẻ chút xíu ở đây, cả nhà cũng thương mình ha, ủng hộ cho mình nè, rồi nhớ là bấm like với subscribe cho mình nha cả nhà nha. Cái điều đó rất là quan trọng, tại vì mình cũng sự thật mà nói luôn, mình mong mỏi hết sức luôn là cả nhà góp công sức với mình để mà thực hiện những cái điều mà cho những người kém may mắn hơn mình đó cả nhà. Đó là cái điều mà Kim muốn làm ngày hôm nay luôn. Sẵn mình làm cái video nè, mình chia sẻ cuộc đời mình với tất cả mọi người nè, để mình có nhiều cái tình thương yêu hơn, rồi cho mẹ mình có một cái kỷ niệm, rồi bản thân mình, rồi con cái mình, gia đình mình đó cả nhà. Đó rồi, sẵn đó rồi mình làm một cái công việc từ thiện, nó có một cái ý nghĩa nữa cả nhà. Đó cho nên là mình chỉ giữ một phần thôi, mình nói thật sự với cả nhà luôn, mình sẽ cho cả nhà biết con số và mình giữ một phần thôi để thực hiện video thôi, ngoài ra mình không có giữ cho bản thân mình đâu nha. Đó là cái lời mình muốn nhắc nhở một lần nữa cho cả nhà nghe, để mà ủng hộ bấm like and subscribe cho mình nha cả nhà nha. Mình thương cả nhà nhiều lắm. Bye.